lý. cho anh làm tí xíu chỗ này cho anh. Lần đầu tiên là em thấy được cái cây mai mà lớn như thế này, mà lần đầu tiên mà thấy luôn, lần đầu tiên luôn, rất là đẹp luôn. Chưa bao giờ mà em thấy một cây mai mà đẹp như thế này luôn, mà lại có một cái cây mà lớn như vậy mà xuất hiện ở Xuân Lộc Đồng Nai. Mà là em biết tới là do là khi mà em lên mạng á, em tìm những cây mai đẹp á, thì vô tình thì em nhìn thấy được cái nơi này, thì em muốn một lần được đến đây để mình chứng kiến được cây mai mà nó lớn và to, và thực sự là nó rất gấp biết bao nhiêu là lần ở ngoài mà em tưởng tượng luôn, hay không, em không nghĩ là nó lớn như vậy.